Mọi người cũng đã thấy ở trên poster, đây là MV mới nhất của Trâm để chào xuân cho 2020 với ca khúc của nhạc sĩ Văn Tuấn Anh được mang tên là Nhà Anh Trên Đỉnh Treo Leo. Và cái nội dung MV này nói về một cô nàng Thảo Nguyên xinh đẹp và đem lòng yêu một anh chàng mã phu ở làng bên, và chuyện tình cảm của hai người được diễn biến rất là nhẹ nhàng, chậm rãi, và được thể hiện bằng những cái nét đẹp, bằng những cái cảnh đẹp tuyệt vời. Có thể là lần đầu tiên một góc, một khía cạnh của Đà Lạt được gửi đến tất cả các khán giả qua MV này, mà không ai nghĩ đó là Đà Lạt, mà tưởng là một cái làng cổ, một cái đất nước xa xôi nào đó, nó rất là cổ tích. Và cái chuyện tình cảm, cái tình yêu, cái hạnh phúc của hai nhân vật nó diễn tiến rất là nhẹ nhàng, chậm rãi. Và Trâm nghĩ là đây là ca khúc sẽ rất hợp với những ai có cái cảm xúc giống mình, là đang ở trong một cái cuộc hôn nhân rất là viên mãn, rất là hạnh phúc. Và nói về tại sao lại mang một cái tên là Nhà Anh Trên Đỉnh Treo Leo, mọi người cũng rất là thắc mắc tại sao lại có cái tên đó. Thì nhạc sĩ Văn Tuấn Anh là một người rất là yêu Đà Lạt, và ông yêu những khung cảnh núi rừng, và ông rất là đam mê sáng tác, và đặc biệt là những ca khúc của anh Tuấn Anh thì nó ghi đậm dấu ấn của Đà Lạt, ghi đậm những cái cảnh đẹp, những cái không khí, những cái mùi rất Đà Lạt. Và chính vì thế mà với một cái tình yêu của Đà Lạt thì anh Tuấn Anh đã viết nên bài hát này, và dựa trên cái câu chuyện tình mà anh dành cho người vợ của mình. Có nghĩa là anh rất là yêu vợ, và anh lúc nào cũng mong muốn là mang đến cho vợ những cái tháng ngày rất là thong thả, bình yên ở tại Đà Lạt, là nơi mà cả hai người đang sinh sống. Và Trâm nghĩ là tất cả những cái gì mà dựa trên những cái câu chuyện tình yêu có thật, nó đều tạo một cái chất xúc tác, và nó sẽ dễ dàng chạm tới trái tim của khán giả. Đó là lý do vì sao mà tình yêu của anh Tuấn Anh đã chạm được đến trái tim của Trâm, bởi vì Trâm cũng đã và đang ở trong cái hoàn cảnh, ở trong cái sự hạnh phúc đó, cho nên Trâm hiểu rất là sâu sắc. Và chính vì thế mà Trâm, cái sự đồng cảm mãnh liệt đó mà Trâm đã tạo nên, Trâm đã cùng với ekip làm nên cái sản phẩm này. Và Trâm ơi, chia sẻ khi mà thực hiện cái MV này có sự khó khăn trong trước khi đồng cảm mãnh liệt trước đây đó là khi quay cái MV á, thì cái nhiệt độ trên Đà Lạt rất là lạnh, thì khi em có những khó khăn gì? Phải nói nó rất là khó khăn. Nó khó khăn ở cái điều là có những cái cảnh mà mọi người sẽ khi xem MV sẽ thấy có những cái ray nắng nó chỉ diễn ra trong 7 đến 8 phút ở đúng một cái khung giờ đó, và đặc biệt là trong cái mùa đó mà thôi. Có nghĩa là trong năm chỉ có một mùa, và không phải ngày nào cũng có được những cái ray nắng như vậy. Và ekip đã phải lên và khảo sát và phải chờ đợi để xem tất cả những cái khung cảnh diễn biến về thời gian, thời tiết ở tại cái chỗ quay như thế nào, để mình có thể bắt kịp được những cái khung cảnh rất là đẹp, nên thơ và đầy cổ tích như vậy. Và mọi người phải chuẩn bị từ rất là sớm, mà ngồi giống như là làm xong tất cả mọi thứ xong mà chờ cho cái ray nắng nó xuất hiện để mà quay. Và may mắn là khi cái ngày hôm đó quay thì lại có cái ray nắng đó, nhưng mà ngày hôm sau quay lại không có cái ray nắng đó. Có nghĩa là mọi người vẫn rất là hồi hộp, không biết là mình có thể bắt trọn được những cái khoảnh khắc đẹp như vậy hay không. Cho nên là đối với MV của Trâm thì khó khăn thì rất là nhiều. Và nếu mà nói về tiền bạc để có thể thực hiện được những cái cảnh quay đó thì Trâm nghĩ là sẽ không thể đong đếm bằng tiền bạc, mà phải đong đếm bằng cái công sức, cái tâm sức và cái tâm huyết của tất cả những anh em trong ekip để có thể cùng nhau làm nên một cái MV mà Trâm cảm thấy là tâm đắc nhất từ trước tới giờ. Có thể chia sẻ về trào lưu hiện giờ đó, là mọi người hay có nhờ các nhà tài trợ để tham gia MV với mình và chen những cái quảng cáo của họ vào, thì không biết là cái MV của này của Trâm thì nó có được cái nhà tài trợ nào, và hay là chỉ là động lực? Đây là nhà tài trợ chính. Trâm chính là nhà tài trợ chính, và ông xã Trâm là nhà tài trợ về mặt tinh thần. Có nghĩa là từ xưa tới giờ trong tất cả những cái sản phẩm âm nhạc của Trâm không có cái dấu ấn của nhà tài trợ trong này. Bởi vì Trâm quan niệm là khi mà mình được thỏa sức, mình sáng tạo và không bị kìm kẹp bởi những cái hợp đồng quảng cáo nào khác thì mình sẽ dễ dàng đưa những cái cảm xúc của mình vào hơn. Thì cho nên đó là lý do mà những cái sản phẩm của Trâm không có quảng cáo, để Trâm có thể tự do mang đến tất cả những gì mà mình muốn cho khán giả, và nó nói lên cái con người mình, cái dòng nhạc của mình. Trâm có thể chia sẻ thêm về cái dự án sắp tới của Trâm? Có thể nói là Nhà Anh Trên Đỉnh Treo Leo là cái dự án mở đầu cho cái năm 2020, và năm 2020 sẽ là năm mà Trâm bùng nổ hết sức mình cho những cái dự án âm nhạc.
Tất nhiên thì Trâm sẽ không thể nào mà nói trước những sản phẩm âm nhạc là gì, nhưng Trâm có thể bật mí là đây đều là những sản phẩm âm nhạc được đầu tư rất cao, rất chất lượng, để mang đến cho mọi người có thể thấy một cái hình ảnh một Hạ Trâm rất là chỉnh chu và luôn luôn nghiêm túc trong nghề. Trâm này có hỏi ngoài đề là vừa rồi thì Trâm cũng đã có về Ấn Độ để thăm bên gia đình của chồng, thì Trâm có thể chia sẻ những cái kỷ niệm vui buồn và khi có một cái có nghĩa là Trâm chỉ có kỷ niệm vui ở Ấn Độ thôi, bởi vì là Trâm quá may mắn khi có một người chồng tâm lý và một gia đình chồng thật sự là yêu thương và rất là thoải mái với Trâm. Một người ở một cái văn hóa khác, một đất nước khác nhưng mà có thể hòa nhập một cách dễ dàng như vậy thì cũng nhờ gia đình chồng tạo điều kiện hết mình để Trâm có thể được hòa nhập với văn hóa của Ấn một cách dễ dàng mà không có bị một cái rào cản nào cả. Và Trâm nghĩ là cái sự hạnh phúc, cái sự ủng hộ từ phía gia đình là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho Trâm trong những cái sản phẩm âm nhạc, cho cái sự nghiệp của mình. Và ông xã hay là gia đình luôn luôn là ủng hộ Trâm với tất cả những gì mà Trâm làm. Và ngày hôm nay cũng vậy, nhà ăn trên đỉnh Treo Leo, trước khi mà đến đây thì anh chồng cũng gọi để hỏi thăm hôm nay họp báo của em như thế nào, mọi người có ủng hộ không.